Đang đi ăn gì? À, dẫn em đi ăn món ăn của người Mường. Kiều Thi hả? Tên là gì? Kiều Thi hả? Kiều Thi quán. Mình sẽ đi vào khoảng 50 mét nữa. Đường đi sao anh? Đi từ sao, đi như thế nào? Không biết chỉ luôn, tài xế không biết đường chỉ luôn. À, giờ không biết đường chỉ sao luôn á. Vậy sao em chỉ được mọi người? Em cái theo trình của anh 200 mét là sau đó mọi rè, người đi hãy xa hai cái bảng hả? À, rồi đi bên chỉ. Tay phải Kiều Thi một bốn tới đâu là có bạn đi chỉ tới đó vào 200 mét và rẽ trái. Ồn ào quá, cái xe này ồn ào quá, tí tới nơi mèo quay cho mọi người coi sao nha. Giới thiệu mọi người đi. Chào mọi người, chào mọi quay người. Trở lại với kênh Con Mèo TV. Quay lại với kênh Mèo TV. Đây là cô mèo, mèo con. Ừ, cô mèo của con. Bây giờ bây giờ con đang dẫn con mèo đi đâu á? Bây giờ con sẽ dẫn con mèo đi ăn. Ăn ở quán nào? Quán người Mường. Tên là Kiều Thi nè, đi tới đâu là có bạn chỉ dẫn tới đó hả? À, Kiều Thi luôn. Ừ. Bây giờ có hai cái quán Kiều Thi. Bốn bán lại rồi mà. Ừ, năm mùng năm rồi. Sắp tới rồi nha mọi người. Sắp tới rồi nè. Đầu xin xe thôi. Rất là đông luôn á mọi người, không có chỗ đậu xe luôn à. Đi con. Thì mèo và con đã tới quán ăn Kiều Thi rồi. Với đặt bàn là 1 giờ á. Bây giờ mới có 12 giờ mấy chưa được nhận bàn ở gia đâu á. Đây là đường đi xuống quán. Đẹp ha, nắng đẹp ha con ha. Có một cái vườn hoa chỗ này nè. Đúng rồi, vườn hoa chỗ này nè. Quá đẹp luôn. Ở đây đông lắm luôn á mọi người. Đường vô thì quanh co nhưng mà mọi người vô rất là đông. Xe hơi đậu kính luôn. Xe máy đậu kính luôn nên bây giờ mọi người phải đợi tới 1 giờ mới được ăn. Bây giờ mèo sẽ thâm nhập nhà bếp để mà xem họ nướng quay gà và nướng cuốn sườn. Đây, gà đang quay. Sườn đang nướng. Quay liên tục luôn. Bên đây là nướng sườn và cơm lam. À, nóng lắm nha mọi người. Nhưng mà gà nướng rất là hấp dẫn chứ. Tí lên bàn mèo cũng có đặt một con gà nữa thì tí lên bàn ăn sẽ quay cho mọi người review cho mọi người coi có ngon không nha. Khác hả? Ở đây có cái muối này rất là đặc biệt. Cái này là muối gì chị? Muối của đồng bào chị. Nó nhẹ quá Ngọc ơi. Muối này với gà. Ồ, cái này mùi gà lai dậy hơn hôm qua luôn á. Muối với gà. Đây là gà nướng mà nãy quay cho mọi người coi. À đây là một con á hả? Giờ đứa nào quay vô. Ha, một con vậy hơi nhỏ nè. Giờ đứa nào ngoài mà bay vô xấu xé vậy gà, chắc là bay vô mất luôn nè. Rồi để em chép coi cái độ giòn, nghe khen da lắm. Ừ, da giòn nè. Mình cũng muốn thử. Da giòn. Mình sẽ ăn thử cái miếng da nữa là. Miếng gà mà có da giòn nhất sạc, có dính ra tim. Không, cái cọc. Ủa, cọc hả? Không. Mẹ sẽ thử miếng da, tại vì mẹ rất thích ăn da. Một dĩa sườn đập vô mặt. Cơm lam đang đợi biết còn. Hả? Không biết còn không à? Da nè. Da dùng bao nhiêu gì mấy lần cái lần mấy lần béo. Ướp vừa bị. Hơi cay. Hơi cay. Mèo ăn được nhưng mà mấy bạn nếu mà không ăn cay thì là hơi cay á. Mình cũng ăn rồi bạn. Gà nướng rất là hấm luôn mọi người. Giống như là vừa quay họ vừa quét cho đều luôn. Như đây mình là như đây món hả? Còn một món cá lăng nướng nữa. Còn một món cá lăng nướng nữa. Hay cá lăng nướng không? Một cái món đặc biệt của đây đó là gỏi rau má. Ăn không hết.
không cho ăn nướng ngon lắm. Gửi ra má chấm gì vậy? Không, ăn gì vừa rồi. Trên đây có ruốc nữa. Con tép. Ruốc. Con này con tép. Tép đồng đó. Tép đồng á. Tép đồng á. Vừa vị. Nó không, nó không. Trộn sao mà thấy đâu má không nắng luôn á. Ê, sườn này chưa ăn nhưng mà thấy có vẻ không hấp dẫn hơn hôm qua nha. Tại vì sườn này nó đẹp hơn. Hôm qua là nó mập mỡ hơn. Em thích. Cái này là đẹp hơn. Mèo ăn thích mập mỡ hơn. Cho lựa miếng nha. Được mà. Lại sợ đau miệng nữa rồi. Ủa sao cái miếng này không có da vậy? Ăn đi. Đúng rồi, cắt đi. Sườn rất là mềm. Mềm, mềm hơn hôm qua nhưng mà em thấy cái vị nó ướt không bằng hôm qua. Cái nước ướt bên kia đậm đà hơn. Em thấy cái ướt ngọt. Lưu cái khẩu vị bên kia không hơn. Nhưng mà ở đây được gà và gỏi rau má ngon, gỏi rau má xinh xắn luôn á. Em ít ăn gỏi rau sống lắm mọi người. Nè, tép quá rồi luôn. Tôm tép đồng nha mọi người, nó ruốc bị chửi á. Ở đây giá cả thôi nhớ không? Gà là 220 một con. Sườn gà 220 sườn 180 một ký. Sườn 180 ký. Gỏi 50. Gỏi rau má 50 ô rẻ mà. Quá rẻ. Rẻ rồi luôn á. Gà này là gà gì anh? Gà gà ba hả? Gà thả vườn hả? Không, sườn này được cái rất là mềm. Mềm hơn sườn hôm qua nhưng mà ướp không mặn hơn. Nó em ăn ngọt. Ừ, em ăn ngọt. Còn nó vị ở đây thì mọi người nó dày dừa đúng không? Sườn ở đây là nổi tiếng. Nhưng mà cái nước này, cái này nè, đậm đà hơn hôm qua. Hôm qua ăn thấy mặn mà. Không, cái nước này nó, cái chấm này nó dậy cái mùi ngò gai nhiều hơn. Không, cái này là có é trắng. Còn hôm qua ở kia không có é trắng. É trắng nữa là gì? Dạng như cây quế á. Nhưng mà không phải é đúng không? Ừ. Đây á. Nói chung là ăn món ăn và giá hành rất là hợp lý. Tí còn cái món cá gì? Cá gì? Cá lăng. Cá lăng nè. Cá lăng xong nướng miếng. Cá lăng xong nướng miếng. Ở đây em để ý cái gu cái này ăn cay hả? Món nào cũng cay, sườn cũng cay, gà cũng cay. Còn mấy người ta không ăn cay là sao? Cái này mọi người ăn dặn được hả? Dặn được không? Được, dặn được mà. Không ăn cay thì dặn nha mọi người, chứ nước không cay không? Không ăn cay nhịn đúng không? Nhìn những gương mặt đói khổ nè mọi người. Ê Hiện ơi, ăn một cách quý tộc ơi, vô. Ăn nhanh nhã. Ăn phải vậy nè. Ăn không đơn son hả? Ngon lắm, mọi người. Diễn quá. Đợi xíu mà cá lăng lên quay cho mọi người coi cá lăng nha. Mẹ cảm thấy là ở đây ướt ok lắm á. Mà đường vô đây hơi quanh co ha. Mà vô đây mọi người phải đặt bàn trước. Mà đặt chỉ có được khung giờ giống như là bàn của mèo là đặt từ 1 giờ tới 3 giờ là hết. Tới đó là nó đuổi đi hả? Ta mời đi, người ta mời đi. Trời ơi, ông dụ tôi rồi, tôi để tôi lên tôi review tầm bậy tầm bạ nhưng ông tôi chửi tôi. Nước suối nước ngọt bia vậy đó em. Mình dễ dụ ghê đó. Em rất là dễ tin người thân, mình coi người ta là người thân mà người ta coi mình như là người phục thận. Ngọc nói xong anh mới nói lại. Em rất dễ tin người thân của mình. Mình không ngờ người thân nói đãi với mình. Không, nhưng mà đúng vậy á. Như sở thận. Em chỉ ăn được 1 giờ tới 3 giờ thôi. Chứ em ăn cái quần gì mà em ăn tới là 4-5 giờ dữ vậy. Ăn 2 giờ được rồi đúng không? Đó. Thì nghe thơ ra đó. Không, cái gì bị cũng vỡ rồi. Đúng là sườn hơn anh. Rất là già mèo ăn kèm, rất là già chứ. Khô đúng không? Mì sườn hơn. Mì sườn hôm nay không ngon bằng mọi ngày. Sườn hôm nay do sườn hôm nay không ngon bằng mọi ngày. Chứ bình thường mọi ngày rất là ngon. Nhưng mà do nay khách đông quá. Dạ, do nay khách đông bẩn. Chứ không? Nẹt quá, sườn cộng mà nẹt quá. Ít mỡ thì thành ra nó không sẽ không nẹt có đâu, quá đâu. Khô á. Thì nó sẽ bị khô á. Tại tiếp review cho mọi người cá lăng nữa nha mọi người. Đã quay lại. Vì
dĩa cơm lam. Ê, cơm này cắt khúc khúc này dễ ăn nè. Hôm qua ăn cơm lam một lần rồi, nhưng mà cơm lam hôm qua em không thích lắm, nó bị nhẹo. Này thấy cũng có màu nhẽo nè. Cơm mới là sẽ bị nhẽo. Còn cơm mà nó nấu bỏ đồ lạnh hàng ngày hôm sau nó làm. Mà nấu bao nhiêu là đủ đúng không? Đông kiểu này. Đông đó. Nó mới bỏ đồ lạnh sẽ làm gà. Nó có ngoài giòn nè, sáng xuống là thấy giòn nè, còn chưa biết là đông sao. Nhẽo. Ăn cơm lam có phong cách nào ăn cho đúng không ạ? Bóc tay. Ăn như vậy là sai rồi đúng không? À. Chấm muối mè đúng không? Hơi nóng. Mới nước. Nhẹo đúng không? Không, không nhẹo không. Này thơm hơn. Béo hơn. Nếp nhiều hơn. Cho bố mẹ này cũng ngon hơn. Bà sao á. Rồi. Chưa nào đó. Cái mẹ với sườn ngon nè. Bố mẹ đó bị đen đúng không? Cơm lam ở đây bao nhiêu không? Không nhớ nữa. Cái này là mình bao nhiêu ống? Một ống là như vậy hả? Ống. Một ống là vậy hả? Một ống là ba ống. Một ống là ba cái như vậy là một ống. Ủa mẹ mà ống nữa không? Mẹ mà ống đen hay sao? Cái đó là mè á. Mẹ đen vui rồi hả? Cái đó là mè đen á. Cái này là bụng cỏ vậy luôn đi. Có mè mà. Có mè hả? Có mè. Cơm lam ở đây thơm hơn. Cơm lam ở đây thơm hơn. Lên Tây Nguyên ăn nhà là đúng bài rồi hả? Về là nướng cơm lam. Ăn nhà về luôn rồi đó. Chủ nhà đã đuổi. Về đó. Hết món không? Đâu. Chiều còn bánh nếp dẻo nữa nha mọi người. Sao? Cái lan hết hả? Cái lan hết hả? Cái lan hết rồi. Cái lan hết rồi nha mọi người. Không review được cho mọi người. Cái lan nhưng mà ngon lắm hả? Không. Cái lan xong là ngon. Đặc biệt ngon. Bánh dưới đây luôn hả? Cái này hù. Xong rồi đâu. Đây bắt rồi chưa lên. Có lẽ ngày mai mới ăn lại được. Cái lan gì nữa? Đặc sản của Tây Nguyên. À vậy không? Cái lan là xong xưa đó bắt á. Không, thật mà. Câu từ đó, cá nó rất là dai và ngon. Em dễ tin người lần á. Đại em bảo với em 100% là câu cái đó đem lên đây. Nhưng mà hết cái đó phải có người đi câu và có thể mình mới mua được những cái đó thì đúng đây, cái nghỉ Tết không? Đúng cái xong thì nó mới ngon, chứ còn cá mình nuôi là không ngon. Con bự không? Con bự. Ở dĩa nào không? Có con bự, cái gì đó cũng có. Nhưng rồi, mà... anh nói ở đây còn cái món gì? Món lóng. Món lóng hả? Người đồng người Mường thì sẽ là món lóng, là dạng như cũng là lẩu của mình. Ờ, cái đó có gì đâu? Ờ... Cái chuối. Cái chuối á, cái đào chuối á. Ờ, à, cái gì nữa? Cái lẩu bắp chuối vậy vậy? Lẩu gà bắp chuối. Mà là bắp chuối mà cái thân của cái chuối mà cái heo ăn á. Đây em đang tính nói mấy cái đó dưới quê bập ra cho vịt ăn. Cho heo, cho heo ăn á. Nếu mà em ăn á, ai kia chặt cây kia vô bèo ra cho em ăn. Chuối nó chồng á. Còn bao nhiêu cây để ăn cho đủ? Có nghĩa là một cái cây đó người ta sẽ làm được một hết hôm nay. Tại vì nó bán cho em một dĩa vậy là 5 ngàn. Dĩa vậy 5 ngàn. Em kêu thêm á, nó cho em một dĩa vậy 5 ngàn. Dĩa cũng nhiều lắm đâu. Lóng hơn. Nhưng mà cái nguyên liệu chuyến là gà hả? Không, gà, cá lăng, sườn, à, sườn à, bò. Có nghĩa là ở trong đó là em muốn kêu lóng gì, tùy cái gì lóng gà. Tại sao gọi là cá lóng, lóng là do cái lóng đó là cái chuối của người Mường. À, lóng là nó nấu cùng với mẹ. À, nấu với dạ, mẹ luôn. Chua chua, vậy là chua 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 chua. Vẫn không được thử không mọi người hết rồi. Với lại là lá lốt. Lốt là nướng hả? Lá lốt. Có là lẩu. Dạng lẩu, nếu mà người ấy gọi lẩu nhưng mà... Là món của người Mường hả? Em tưởng hôm nay chủ yếu là cho người AD nhiều. Không, nhưng mà... Khu này khu người Mường. Vậy là nãy giờ mình đang món của người Mường. Mà thấy cô gái Mường kia không? Quán này tên gì mọi người? Kiều Thi Quán. Kiều Quán. Mọi người lên đây thì có gì sợ
mệt nha, chứ giờ chị đi đường không biết được chị. Nếu mà mọi người đi bằng máy bay á, đáng phải đáng hẳn là nói với là tài xế chở ra đây rồi. Đi 5 phút. À, là đáp xuống sân bay, xong rồi từ sân bay vô quán sân bay nằm bên kia đường. Còn ủa, quán nằm bên đây. À vậy hả? Gần sân bay luôn nè. Hả, tưởng là đi máy bay kia rồi. Ừ, tưởng là kêu đi máy bay rồi kia. Chị thấy tưởng là quăng miếng mạnh dữ. Hiểu lầm. Sân bay là đối diện bên kia. Thì đây là một cái quán mà gọi là người bán đĩa đây dẫn mèo đi ăn mà ấy thì ngon. Nhưng mà em vẫn khẳng định là một điều là xuống đây không ngon xuống hôm qua. Tí nữa ăn được hai. Hy vọng là mới bổ sung thêm nửa ký sườn, tại vì mèo đã chê ở đây không ăn hôm qua nên kiểu mà tự ái á, kêu thêm nửa ký dặn vô mặt á, để dặn vô mặt coi mày ăn đi coi có thay đổi suy nghĩ không. Ăn xong mà không ăn một bụng nữa. Thì mèo á tưởng ăn là kiểu là ướt ngò, cái hai nữa là mỡ mỡ thì thành ra là không có Sài Gòn thôi. Còn đây là mình ăn là khô khô với lại quê. Mà anh Thi cũng quê miền Tây giống em, là anh ăn như vậy không? Anh ăn lạc hơn hả? Không, không. Đúng là bữa nay lạc. Bữa nay lạc hơn mặn là. Em ăn bất kỳ cái gì phải đậm đà. Mặc dù biết là ăn đậm, ăn mặn cũng không tốt nhưng mà quen rồi. Không, người ta ăn ngọt, ăn đậm đà. Hy vọng là nửa cái sườn sau có thể nói chung là dớt dát là đừng gì đó không mèo, chứ nếu vậy thì mèo sẽ kêu các bạn qua cái chỗ hôm qua là cái gì quên nữa rồi, tên nó thế này tên nòn Hà Kiều Thi gì nè nhớ, còn cái gì đi cà phê thì Arun rồi đi cái chỗ hôm qua mình đang đúng là cái gì Cabanhao nó mấy tên nó hơi khó nhớ, còn đây là Kiều Thi. Nếu mà sườn thì mèo vẫn có chơi quán em qua hơn đậm đà. Nếu ai ăn ngu đậm đà thì cái là theo mèo qua là do cái người mình không có khiếu ăn nói. Cho đội nhà gỡ ghẻ. Cho đội nhà gỡ ghẻ. Mà bị nó cũng chưa thấm rồi, chưa thấm rồi. Nó chỉ mặn ở ngoài thôi chứ còn thấm đúng rồi thì nó mới ấy cho mình. Không có miếng là có mỡ luôn á trời. Ở đây á, đợt khi mà mình tới ăn thì ăn món này đi. Ở đây mình tới ăn mới bắt đầu ướp chứ còn không có ướp sẵn. Sao không ướp sẵn cho nó thấm hả? Ướp ngoài thôi rồi, cứ ướp trong nó chưa có. Chỉ mặn mà đậm đà hơn cái dĩa hồi nãy, so với dĩa ngày hôm qua vẫn không bằng. Do em lại ăn ngọt hơn. Không thấm. Thì nó mới ấy, mình kêu thêm nữa. Nhưng mà không, tiếc là không ăn được cá lăng. Vậy hả? Lần sau mọi người tới đây nhớ kêu cá lăng nha. Lộc cá lăng nha. Cá lăng đúng không? Đúng không? Đúng. Buồn quá, tiếc quá. Kêu bây giờ ra câu cắt giùm em một con đi. Chưa chạy qua đám nông xong cái câu đám nông hả? Thì... À. Xong xe bóc là cái câu 14 á 680 ngàn mà mình ăn 6 người 680 ngàn 5 người rưỡi cô ăn miếng thịt mà nó không ăn đi nè, đi nè trả ra 5 người rưỡi 680 ngàn rẻ mà rẻ luôn á cô. Con thì con có đó, hy vọng đây sẽ là địa điểm cho các bạn tham khảo nha. Đây có địa chỉ trên đây. Địa chỉ là thôn 2 xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại là 0939669333. Cái gói đó hơi kỳ á. Cái gói mình về. Sao đúng rồi. Mình về gói 2.